Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nè, 034 830 843. Rồi, theo dõi kênh bấm vô đăng ký để được cập nhật mấy cái video mới. Rồi, hôm nay có mấy món đồ sau đây nha mọi người. Dạo này thì hàng nó về rất là khó nên nó rất là ít hàng nha mọi người. Hôm nay video còn là mã 197 nha. Rồi, khách mua hàng bên em thì lần đầu mua thì mình nhận chuyển khoản nha mọi người, không ship code, mọi người chú ý giùm em thôi. Rồi chốt hàng. Rồi, món số 1, cây này là cây cần đo lực. Đây, cần đo lực của đây, thương hiệu của Nhật Mitu Toyo. Đây, dòng này là cái tem của Mitu Toyo nè. Cần đo lực á. Anh lỗi là anh nhầm đây. Đây, Tonichi. Thương hiệu chuyên làm mấy cái cần lực á. Tonichi. Cái này công dụng của nó là chuyên để đo lực ha. À, như mọi người thấy là ở đây nó đo được lực đến 12 Nm nè. À, 0 đến 12. Đó. À, Japan sản xuất nè. Cái kim màu đỏ là để cho mình biết được khi mà mình đo lực nó tới đâu. Cái đồng hồ này thì nó nứt được, nó nứt bị nứt vài đường rồi mọi người. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì hết thôi. Xài vẫn bình thường. Đó, thân nó là bằng thép. Đầu này là 1/4. Đầu 1/4 inch ha. Tẩu thông dụng á, tẩu 1/4. Mọi người vô mấy cái tẩu rồi mình sử dụng. Đó, 1/4 là 6.3 mm. Rồi, công dụng á, chức năng á là mình vô tẩu ha, mình đo con ốc. Ví dụ mấy con ốc này nè. Đó, vô tẩu rồi mình sẽ đo lực nó nè, ví dụ vậy ha. Rồi, ví dụ như mình mở ốc ra nè, mình sẽ đo lực mở ốc. Ban đầu mình trả kim nó về không đi, trả kim màu đỏ. Đây, mở ra đây, mở ra là như vậy đó, là 8 ký, 9 ký nè ha, 9 Newton. Đó, Newton mét. Làm biết được cái lực mà để mở cái con ốc này là bao nhiêu. Đó là đo lực mở ra ha. Còn đo lực siết vô vẫn đo được luôn nè. Nó đo hai chiều, chiều ra và chiều vô. Đó. Bây giờ trả nó lại đo chiều vô nè. Đó. Là cách dùng nó như vậy không mọi người. Rồi, cây này nó size là 20. Rồi, mã số 1 400.000. Tiếp theo là cái vòi nước của Nhật. Đây. À, vòi nước của Nhật. Có cái logo Nhật mà. Vòi nước này bằng đồng nha mọi người. Nó là nó nguyên cái nó bằng đồng á. Đồng nó sẽ mạ rôm lên ha. À, rồi nó đúc bằng đồng. Rồi nó bắt đầu nó mạ lên cho đẹp. Đặc biệt cái vòi này nó xây được nè, xây cái cổ được nè. Đó. Mọi người bắt ra nhiều bồn nước á, mình xây qua ha. Xây qua trái qua phải được hết. Đó. Test vô nước ok nha mọi người. Không có bị xì. Nè, van mở ra mở vô. Đó, đóng lại.
Rồi, cái vòi này kích thước nè 28 cm, tổng chiều dài. Găng này là thông dụng nè, nó găng 21 rồi mọi người. Rồi, cái vòi nước Nhật này có mã số 2, 500.000. Rồi, nay về được một cái gác mỏ hàng nữa nè. Cái chân gác mỏ hàng nè. Của Weller của đó, thương hiệu luôn á. Đây. Cái này xài rồi thì nó phải dơ chỗ này không mọi người. Chỗ này là để nó gạt qua cái chì dư rồi nè ha, chùi mũi rồi đây nè đó, có hàng cái anh đây em sẽ để bùi nhùi đây chùi cái mũi của mình hàng cho nó dễ. Đây thép nè, sắt nó bền, cái này đúc bằng gan, nó nặng nó đứng vững ha. Cái thước nè, rồi mã số 3, 200.000. Rồi số 4 là về được một cái vòi thổi gió nè. Cui ta. Cái đầu mình này là chuyên vệ sinh nha mọi người. Nó làm lỗ vậy để tăng cái lực gió nhiều vô nè, hỏi nó sẽ cuộn gió ở đây vô, cuộn gió xung quanh vô rồi nó tống ra lỗ này đó, nó tăng sức mạnh lên. Rồi nó đi kèm là một cái đầu bằng đồng nữa, đầu vòi dài bằng đồng dài tới 50 luôn. Đây vòi đồng dài 50 nha. Đó, hai đầu cho mọi người muốn sử dụng tùy sử dụng ha. Đây. Vòi đồng này mọi người có thể cắt ngắn ha. Cắt ngắn mình xài tùy theo ý thích mình muốn xài dài hay ngắn ha. Đây. Súng test ok nha, không bị xì hết, còn rất là đẹp. Đó. Hiện tại nó đang đi cái đầu ra, đầu vô này nè, đầu vô là ống nhựa nè. Cái loại ống nhựa đen ống chiên áp lực hơi á, bán rất là thông dụng, nhét vô là xong ha, nhét vô là nó sẽ dính. Còn muốn gỡ ra loại cái này là nhấn xuống rồi rút là nó ra. Đây nó vô nó sẽ như vậy nè, phải ghi lên đi xuống nè, nó vô là cứng luôn mọi người. Muốn gỡ đây nó sẽ cứng nha ha, ra nó sẽ cứng. Đó, vô nó cứng nè. Mình muốn lấy ra nhấn xuống. Nhấn cái này xuống rồi sẽ rút ra được. Nó làm tự động, cái nhét vô là nó sẽ cứng nè. Rồi, một bộ này là 400.000. À, xin lỗi là mã số 4. 350.000. Đây, cái số 5. Năm là cái ba lăng treo cân bằng. Đây cái tời mất nhiều bằng luôn. Nó treo cân bằng thiết bị mình ha, treo được từ 0.5 đến 1,5 kg. Chiều dài cái dây cáp này là nửa mét. Đây căng ra nè.
Ở đây là mình điều chỉnh được cái độ nặng nhẹ để mình treo đồ nè, cái vật mình cần treo. Ví dụ như vật mình 1,5 kg tối đa thì mình dặn lên thêm ha. Còn cái này nè, đó, rồi đang xả ra nhẹ nhất rồi nè, đó, mình sẽ tăng lên, nó tăng lên nó sẽ cân bằng lại cái đồ vật mình, cho để khi mình sử dụng mình kéo xuống rồi mình buông lên thì nó vẫn lên được, nhưng mà nó sẽ rất là nhẹ, giống như nó lơ lửng vậy. Nó tăng lên, nó tùy chỉnh ha, từ 0,5 đến 1,5 kg treo lên. Rồi mã số 5 nha, 300.000. Wow, đây này về được một cái máy câu cá của Shimano. Đây là máy câu cá thương hiệu Shimano. Shimano đây. Thông số nó là 1000, đây 1000 nè. Bát nè, bạc đạn luôn, xài bạc đạn nè. Aprato đó. Thông số dây nè mọi người xem thông số dây giùm nha, mét nè. 1,5 là 130 m, 0,2 là 100 m, 0,3 là 65 m ha. Đó, Shimano quay nhẹ tưng đó. Con này sản xuất ở Malaysia, đây Malaysia. Một chiều nữa. Đây. Ok hết. À nó còn cuộn cước của nó luôn. Cuộn cước họ đang sử dụng nè, không biết dây máy mà có sẵn nè, để mình câu luôn nè. Chúng này câu cá nhỏ, câu cá bờ sông, câu nhỏ khá là nhẹ. Thân nó bằng kim loại nha. Ê, em coi kỹ coi, khá là nhẹ, như nó bằng chất liệu gì, không phải kim loại. Thân là không phải kim loại, tay cầm không phải kim loại. Chung bằng gì rất là cứng, làm thiết kế này là phải cứng nó mới chịu lực được. Thương hiệu Shimano mà, Shimano 1000 nè, dòng cái gì Bali bạc đạn gì nè. Nguyên ok. Rồi mã số 6 nha, 350.000. Máy câu cá. Tiếp theo là một con máy con vòi hút hút bụi nha mọi người. Đây mắt y như băng sản xuất nè. Con hút bụi. Đây cò nè. Cái này nó là hút nha, hút nè, đầu này hút nè. Nó hút thẳng ra đây, thẳng qua cái đầu nhựa này luôn, khúc này bằng nhựa. Khúc này là để mình may cái túi mình chứa bụi vô ha. Rất là đơn giản, cái túi nó bằng vải thôi, chụp lại là nó sẽ chứa bụi và mình hút. Hoặc là muốn sử dụng ngược lại thì quay cái này lại, quay nguyên cái đầu này lại, quay đầu này lại thành đầu hỏi. Đảo lại là thành đầu này đầu hỏi nè, ống không nhau nữa. Đầu hỏi. Vậy là cầm hệ hỏi nè. Ống này cũng khá là không có lớn, 7.3 ly nè. Con này ống 12 nè. Đó. Này xài co này ra ống nhựa luôn mọi người. Ống nhựa nhỏ nè. Nhựa này như 6 ly nè, ống nhựa 6 ly á. Nhựa đen mà chuyên dùng cho hơi á.
đút vô là xài. Rồi, súng hút bụi siêu nhỏ mã số 7 nha, 300.000. Tám là lại một cây đo lực của Tonichi. Đây, Tonichi của Japan, Tokyo. Cái này nó đo được tới 6 kg mọi người. Ký trên khối nè là 6 kg ha. Đây không nè. Rồi một là đo hai chiều luôn nha. Đây là đo hai chiều nè, tới lui nè, chiều ra chiều vô. 3 nè, 4, 5, 6. Đó, nó đo 6 kg. Đặc biệt cái đầu này nó kẹp mũi nha mọi người. Là bây giờ mọi người muốn đo là đo mũi vít chẳng hạn, mũi vít ba ke ha, kẹp mũi ba ke ở đây rồi vặn thôi là đo được lực của cái con ốc đó. Hoặc kẹp cái đầu tẩu vô, kẹp lục giác 6 ly bất kỳ, kẹp vô ba chấu này được là đo được nè ha. Ba chấu nó kẹp như cái đầu mũi khoan vậy đó. Đó, con này khá độc nè. Đầu này kẹp được khoảng 10 ly á nè. Kẹp được cỡ 9-10 ly mọi người. Tại cái đầu tròn mình khó để đo à, cỡ 9 ly đón rồi đó. Đây, nó cỡ 9 ly ha. Đó, nó kẹp cỡ 9 ly. Cái này nó làm bằng nhôm, khá là đẹp. Nó cũng là đo lực ra vô mọi người, hai chiều. Chiều ra chiều vô đo được hết ha. Đo từ 0 đến 6 kg. Đây 6 kg. Trên đây là không có kim nha, nó chỉ hiển thị vậy thôi. Mình coi chú yếu là chỗ này nè. Đây vạch không nè, hai vạch nè. Nè, 1 kg nè, 2 kg nè. Đó. Còn cái này là cũng là như cái đồ để cho mình canh, mình biết mình đo tới đâu. Đó. Mình cho nó về không xong rồi mình đo lên, nó sẽ đứng kim ở đó cho mình biết kéo về không đó. Tonichi Japan. Khá là lạ, nhìn nó hay hay. Đây. Rồi mã số 8, 400.000. Rồi hiện nay có hai cái móc khóa đó. Móc khóa leo núi nha. Móc khóa dây an toàn á. Khóa này chiên mấy dây an toàn đeo thắt lưng nữa. Cái này inox nè, cái này bằng thép này. Cái inox cái thép nha. Đường kính nó 10-11 đúng rồi. Con này 11, con này 10. Con inox là 11 ly luôn nha, con này là 10. Sắt là 10, thép là 10. Con thép này nó có cái khóa này nè.
vặn vô là khóa nó lại cũng sẽ đứng rồi, khóa chết luôn, không thể nào mà bung ra được. Rồi bán một cặp luôn rồi. Một cặp này 300.000. Mã số 9. Rồi tiếp theo là cây hút bụi nè. Cây này chuyên hút bụi, hút mặt cưa mấy cái chỗ làm mộc ha. Làm mộc gia đình rồi, mình lấy mình xài. Hút nhiều cũng được nữa, cái túi nó rất bự luôn nè. Hoặc là phay tiện nữa, nó ra mấy cái đồ ấy. Hút vô hết. Đây. Nó có cái đồ hút nè. Còn cái lỗ giữa này không biết là lỗ gì, nó chèn vô đây mọi người. Ở đầu này là nó hút, ở đầu nguyên cái bự này là nó hút nè. Nó hút thẳng vô cái túi này ha. Đó, cho hơi đầu vô hơi nè. Hơi đây nó hút thẳng vô đây. Còn cái đầu này nó không biết nó xì ra cái gì nữa nè. Mọi người có thể bịt lại ha, nó có ren ốc á, cái ốc bịt ra luôn. Rồi xài hút khỏi thôi. Cái này bỏ qua đi, nó không biết nó chế làm gì. À, không biết công dụng gì. Còn đây là hút hỏi nè. Đầu này hỏi. Mọi người bỏ cái này ra thì đầu này hỏi. Đảo ngược là cũng được. Đó. Đây dây hơi 6 ly nữa nha. Cái rắc này vô xịn dây hơi 6 ly. Của Gia Ban là sao qua. Không hiểu sao qua. Đây cái đầu hút rất là lớn, 9 ly đó. Túi nguyên viên nó luôn, túi hút có gì kéo là luôn ha. Rồi. Rồi hút xong đậy mở ra đổ, này bị lủng lỗ nhỏ xíu mọi người nè, xài cũng không ảnh hưởng gì. Hút đầy đem đổ thôi chứ con chứa làm gì đâu. Rồi mã số 10 ha, 400.000. Đây hút khỏi. Rồi nay về một cái móc khóa an toàn nữa đây. Cái thắt lưng an toàn. Cái này đeo thắt lưng nha. Đây của Nhật Bản, con này rất là đẹp nè. Chuẩn Nhật luôn. Fuji Denko Nhật Bản. Đó. Vô dây vậy ha, nó chỉ bước 1, bước 2 mọi người. 1 là kéo cái này xuống. Rồi xỏ dây vô. Rồi 2 đó. Đẩy lên. Cùng nhau lại. Rồi. Fuji Denko. Rồi cái dây này tầm 1m2 lần nha mọi người. Cái dây dây luộc nè, dây hần. Đó. Như giờ 1m2 lần, khóa an toàn nè. Chống bung. Fuji Denko thép này rất là đẹp luôn. Thép này cứng thôi rồi luôn. Nó cứng. Rồi mã 11. Thắt lưng an toàn 600.000. Rồi chào mọi người. Hẹn gặp lại.